Rồi chuẩn bị đi bắt bò Đem gấu theo anh. cứt. Chưa đem gì, lão chung cưỡi cua. Đây cái vô coi lấy giáp sắt đồ chuẩn bị đi nè. Nãy Rồi nó mấy mới bị con raptor giết nhục quá. nhạc phân đi nha, Gì? nhạc phân đi bắt. Rồi xuống đây. À đi đi lấy trái trắng, em lấy gấu. Gấu em có trái trắng không? Nói chứ xuống đây nè, có trái rắn sẵn nè. Cảm ơn Trương Gia Thịnh nha. Ôi cái con mẹ phụng mẹ tạo lại cái ạc mới kìa. Ôi liu liu ạc của bắp. Liu liu cái ạc của bắp, của bắp. Xuống lậm cứt nè em. Cái thằng này kêu xuống lậm cứt không lậm nha. Khoan khoan, sao sao em nặng quá rồi, để em dẹp bớt đồ. Trời ơi. Rồi cảm ơn mấy bạn top team nha. Nói chung là cuối tháng này mình chắc chắn rồi. Chắc chắn xác định rồi, lát lên Google search coi cách kết thúc hợp đồng như thế nào. Đâu thằng này hó xuống lâm cức nè. Đây em đây, anh đâu? Ủa đang dưới nè, cái chỗ nó dưới nè, con chuột dưới nè. Đấy, em đang tới, mà nặng quá. Ôi lẹ lên. Trời, nó chạy nè. Rồi rồi, tới rồi. Đây đây đây. Nhặt cứt thôi. Học cái máy chế chemistry chưa? Chưa có đủ ông nội polymer. À hình như đó đủ polymer mà, để Đủ lượm thêm anh ngọc trai thôi, lượm thêm ngọc trai thôi. Rồi lượm cứt ủa đi em, thấy con này nó ỉa nhanh hơn con heo không? Ỉa như cái máy điện à. Vô đây là đủ rồi. hôm qua giờ cho em đi cho đời đỡ đỡ khổ hơn đó. Đủ đồ trống chưa? Ông cứ coi thiếu cái gì tôi mới biết đường tôi đi phá. Giờ là thiếu ngọc trai để làm mấy cái electronic á. Electronic hả? Electronic nhiều lắm mà ta. 250 là ông, mỗi cái 250 nè, 250 đó, 250 polymer nó đâu, để tôi coi coi. Nè. Electronic mình có đây 250 150 rồi. polymer, ủa gì 250 cementin là đủ nè. Rồi 250 rittle là có trong con cua nè, 250 electronic nè, 250 metal ingot, 250 polymer. Giờ mình thiếu electronic thôi à. Mình thiếu có 100 electronic Còn bắt powder thì 100 thôi để tôi đi vét mấy à. con Mà thú auto xem nó sửa. Để xuống lặn xuống biển, giờ đi lặn xuống biển farm tí ngọc trai luôn. Đi. Anh với em đi. con chó level 145 kìa. Đâu, ngoài đường luôn hả? Ngoài đường luôn. Coi có hạt Z à, cho đó hả? Tưởng là cho ấy. Chó sang, chó Dụ sang. dụ vô 7 đi. Ủa 7 7 sơ electronic chứ. cũng có 50 thôi ông ơi. Thiếu 50 à. Phải dụ chó vô 7 cái. Đi giết mấy con tách kia cũng có nữa, cũng đủ nữa nhưng mà Đủ cần thì què. Ông kiếm đâu ra mà lúc nào cũng có thú tết cho ông. Tội lắc kìa. 48 à. Để lên lên ấy à. Bắt chó luôn ha. Thôi để anh đi lượm ngọc trai cái đã, đi ấy mới thêm electronic chế cái kia liền cái. Electronic là cái main S không? Bản mạch đó. À rồi rồi rồi. Nãy em có mấy cái em vứt đâu rồi, để em kiếm. À đồ tính từ đâu nó vứt luôn chứ. Con chuột nhìn như siêu xe Batman, con chuột nó nhìn nó giống giống như là cái nhìn cái môi nó chủ yếu là cái điểm nhấn của con chuột là nhìn vô cái môi thừ lừ chứ không có gì hết. À đu, nó có ngọc đỏ luôn phải không? Là giết đập chết mẹ mày liền lấy ngọc. Chà. Anh em giúp lỡ giùm mình nha. Tập đầu 99 team và 10 chia sẻ thôi. Tôi cuối tháng thì tôi xác định rồi anh em à. Ui, mấy cái con chuột này nó đào lên nhiều ngọc dữ vậy luôn hả? Nhiều quá được hả, em Nó mới lượm đó rồi đào mới giết em nhiều nè ngọc anh. hơn cái mấy cái con kia. Anh ơi em vứt ra nè, đây đây chỗ này, chỗ này Nè tôi có mười mấy cái nè. anh Trung ơi em vứt ra nè, chỗ này cái gì, cái này element đất à, electronic 10 cái. Tôi được mười mấy cái nữa nè. Gom vô coi, đủ 250 chưa? Em bỏ vô máy coi. Rồi em đi em lấy mèo em giết đây. Được 16. Thôi sắp đủ rồi, thiếu có 26 cái nữa nè. Đi đi đi. Ok, trên đây để em giết nó. Kiếm thuốc Nghe test nó có đánh. xịt
Đi lượm ngọc trai đồ luôn. Đủ rồi nhá. Đủ rồi à? À chưa đủ, thiếu. Đủ, thì nó thiếu mà ông là ông đủ rồi. Anh lượm ngọc trai đi để em đánh thu test cho. Ờ. Với lại em có à, polymer nha, còn rồi đúng không? Polymer cũng gần hết rồi, thiếu. Ừ, sẵn em xuống dưới em đánh cua luôn nha. Đây có ba Rasaurus test nè. Bắt cu cái gì? Bắt cu thì bắt cu rồi đó, cu trong nhà chứ đâu. Con cu trăm mấy, hàng mấy sức chứa. Tại thích là món cu Alaska cho anh em coi thôi chứ. Ba đồ quỷ đó. Em gặp được thú test nào chưa? Cái lò xay đi. Em mới bắt hai con chó vô thôi. Rồi, giờ để lên lấy bộ silica này được bao nhiêu đây? Được 64 silica. Thiếu polymer nha. Rồi vậy đi farm luôn. Kiếm thuốc test rồi để em đi kiếm cho. Đi trong này có bao nhiêu polymer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 à? Đủ, thiếu khoảng nhiều dữ. Rồi cảm ơn lõ đồng tính nha. Má đặt cái tên gì đâu, má hết muốn đọc luôn. Thiếu khoảng 200 nha. Đi kiếm thu test, đi đường này không, em đi qua cái hướng bên kia thì em xuống em đánh cua luôn em. Anh đi lên trên hướng trên đây rồi. Đấy, đủ rồi nè. Gặp con Barasaurus test quánh cái đi về được à. Đi đánh cua. Bắt Basilisk đi, mấy cha mới vô hội, mấy cha đòi mấy con thứ dữ không à. Anh nghe offline nữa rồi. Đòi chưa gì mấy cha đòi làm như em chơi server ít 100. Em chơi server có ít 1 rồi mấy anh. Bắt Giga đi anh. Bắt Giga đi, bắt rồng đi anh. Bắt Teres đi anh. Đó còn này qua map này bắt Basilisk đi anh, bắt Rock Red đi anh. Anh em còn gì nữa không? Bắt Ripper King đi anh. Đừng có lấy con gấu đó mà farm polymer nha, như cứt luôn á. Cũng được á. Xuống dưới chặt nhiều hơn hay sao? Lấy chó cắn hoặc là à con mút chốt, mình có mút chốt. Nhưng mà mò chớp ông rinh nó xuống dưới phải đem cua theo kìa. À tôi tính bắt cái mò chớp đó để farm thịt đùi làm thịt rim á. Nhưng bây giờ nó đâu được cộng nhiều đâu, ông farm nó đâu có hơn được nhiều polymer đâu. Ông phải up cấp cho nó rồi. Để có che mít chi thì là úp cho dễ. Ê nó đang đánh nhau luôn kìa. Ngon. Em ơi con này giết. Con này có level 10 anh ơi. Dừng. Đã nói dừng rồi. Em cặp quá cái mất rồi. Rồi bắt Megalosaurus để thứ bảy chủ nhật x2 đi. Bây giờ bắt cái là tới 3 tiếng mấy lần mấy ông. Mà ở đây server tụi nó cấm cọc hết, không phải dễ làm bẫy đâu. Hết cua rồi, giờ muốn cua phải sang bên kia. Đó, còn kêu nuôi Ripper King. Mấy ông đòi làm như tôi có sẵn đồ hết, tôi đi đồ nghề. Mà trong đây cái server thì nhiều người chơi, nó cấm cọc đâu phải chỗ nào cũng làm bẫy được đâu. Nó cấm cọc sạch luôn á. Bên kia có con Spino 80 nha. Kệ nó đi em. Đi theo anh đi kiếm cua nè. Chỗ này gấu em lên không được rồi. Quay lại được kia thôi. Đủ rồi, electronic như đây đủ rồi, khỏi cần xài CK. Giờ chỉ thấy thiếu polymer thôi. Mới farm được 50 à, có một con à. Đây, cua ở dưới kia nhiều lắm. Dưới một tháng xong mà nó xa. Một tháng là được 40 đô thôi. Để tôi xuống dưới tôi farm cho. Cái con gấu chạy xuống dưới cũng nhanh mà. Ôi. Nhưng mà ông lấy gấu ông cắn ra được có mười mấy polymer à. Hay mấy, cảm ơn MVP Run nha. Tôi mới nghe đờn nhạc đâu đây nè. Con nào đánh thú mình kìa. Ông biết chạy vô coi nữa. Đang đi coi vòng vòng nè. Ông không bật Barasaurus lên. Ông cứ hết rồi. Như đây thu test đây.
đủ rồi, nhưng mà cứ gặp thì đánh luôn đi. Không, server này server PvE, PvE mới không có chỗ bắt thuốc rồi. Ôi tội, còn tí nữa gấu lưng lọt vô trong đó. Ôi mà ra được, lọt vô mà còn ra được hên nữa. Lại đây em ơi, lại đây bảo kê em nhảy. Vậy cả bé cà văn lõ, ôi ta bé cà văn lõ 2k6. Bé chỉ mới 2k6 thôi, bé còn nhỏ lắm. Anh em đừng có chửi bé bị tổn thương đấy. Chạy, chạy thẳng luôn nha. Thôi đừng tập nó làm gì em ơi. Cảm ơn thông phạm nha. Đi tập trung đi, polymer này nó hư. Ôi cảm ơn à. MVP tranh. Ê tích rất to, tích rất to kìa, nó cắn anh kìa. Này đi xuống dưới từ phàm nha. Lâu lâu đỉ mấy con boss chót có con cấp cao thì bắt nha. Tù ông giờ ông cấp cao, ông ngồi ông phải nướng làm đồ sẵn hết nữa. Bắt con chó cấp sau nhỏ lưng em thôi. Bốn con chó sau lưng em kìa. Ông đang nghèo, ông bắt con cấp nhỏ cho nó nhanh. Chỉ số trên lệch thôi, cái điểm quan trọng điểm hai cộng còn đàn chó đang... nha. Có hai đàn chó bên kia một đàn nữa kìa. Đêm qua em thử luôn đàn một lần. Khỏi, mình tập trung vào chuyên môn đi, hãy cho nó còn. Ơ con gấu đẹp ghê nè. Mấy thanh niên thấy lọ sắp nghi cho nhiều đồ ấy. Hay sắp nghỉ cho nhiều đồ. Không, MVP Run này là người kiểu như hình như người mới hả ta? Hay là chắc đổi tên, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hình như là dạng cũng dạng fan mới rồi. Ui chết rồi, tôi mới giết con cua cấp 120 luôn ông Trung. Hay lắm rõ. Tôi thấy nó rớm máu cái lại cạp 3 cái chết rồi. Được nhiều polymer. Được hai mấy. Thì mẹ đã nói được cứ lấy gấu cắn. Giờ đưa ông có đi xuống đây không? Ông cứ la. Ông cử chó đi cha. Chó farm bao giờ? Đánh bao giờ được chết cua? Lâu lắm. Bao giờ thằng lọc đá được. Nhảy xuống em ơi, ngay đây nè, có hai cua nè. Con gấu nhảy xuống chết anh ơi. Em nhảy xuống gần tới nơi thì em e ra thì nó chết. Ui sợ thế. Thôi ông bắt ông đi đánh cho đó thì tôi đánh bằng gấu. Tôi đi khác đường farm á ông à. Thì cái dòng sông hướng trên bà nội mẹ nó lắc. Xuống đây nhiều nhà quá. Có làm được không em ơi? Cho em rồi, anh chung được không anh? Em cứ vào trong Discord anh đi. Và chơi em chơi với anh á. Em không cắn sát, hiểu không? Chỉ giết thôi gì rồi. Không được cắn miếng nào luôn, em cắn cái là nó mất hết polymer. Chơi thì chơi cái gì, mình không biết chơi cũng được, vô học chơi là được. Đừng có tính mà chơi phải kiên trì, phải bền chứ không phải là chơi ngày 1, ngày 2 rồi vô cái nhảy qua nhảy lại. Ngưng. Đây để anh cắn cho. Nhưng mà Hoài Nam có biết chơi đâu. Nó không có gà như chủ tịch em à. Thằng đó nó không có gà như thằng chủ tịch. Có, ăn được 4 polymer này ngon thằng. 150 rồi này, con nữa là đủ. Gì em chơi luôn con đó hả? Em chơi hết. Để hồi nó cắn nguy hiểm. Không, mình không đánh LOL nha. Em không rảnh đánh nữa. Mắc chơi cái này là từ lúc chơi này là không có thời gian qua LOL. Mắc cài bên này không, online cài tối ngày. Nè, lại tát con cua này nè. Để coi hai con nào có level cao. 35 rồi em ơi. 1 2 Đây là thôi được trăm mấy rồi nè, đủ rồi, về đi. Hai người dồn là đủ hết rồi. Đánh 5 6 con cua. Con cua màu đen kia cấp bao nhiêu không biết. Chung già rồi mà nóng tính bắt nhốt chung lại tờ chung rồi đó. Chung chơi BBB bị tem bắt trói cho ngồi ghế tối ngày, bị còng lại ra cho ngồi ghế. Lắc rồi kìa. Chung già chứ chung trẩu lắm. Gần 40 tuổi đầu. Má làm quá cha. Con cua giết đi. Táp đi, thêm táp một phát nữa. Rồi, đừng cắn. Ủa con cá sấu đẹp ghê. Con kia cấp bao nhiêu biết, để xem. Cá sấu 45. Ôi cua chiếm 90 kìa. Táp luôn giết.
Dứt luôn à? Đây qua đây có đường về không? Cái nữa, hai cái nữa, hai cái nữa. Cái nữa đi, táp đi. Cái nữa, rồi ngưng, ngưng ngưng ngưng. Đúng quá nó chạy kìa. Phối hợp không có nhịp nhàng với lão chung đánh ở đâu vậy mấy gia? À cái chỗ này là cái khu đầm lầy mà anh nói hả? Nghe mấy ông đó nói gì nói đó là chuyên nghiệp VL. Như vậy sao nghe mấy ông đó nói nghe chuyên nghiệp VL? Ủa là nó nói về cái gì? Cảm ơn Hoàng Thế nha. Bảo vệ đâu bắt chung liền. Trong đây làm gì có bảo vệ. Đây có cài văn lõ, bữa nào trừng trị chung mới được. Chung già láo quá. Xong rồi. Ủa cái chỗ này là khu đầm lầy ha anh Trung? Này map này không có cái nào gọi là khu đầm lầy hết. Có nghĩa không? Là cái đó nó giống đầm lầy em hiểu không? Nó có cỏ đầm lầy thôi chứ nó không phải tính là đầm lầy. À là nó chỗ có này cỏ là của đầm lầy. À đầm là lầy chỗ mà nó phải có cái bãi nước mà bị che lại bởi bèo đó. Nó cũng có bèo nó nhưng mà nó không có những cái thú đặc trưng của đầm lầy như cốc này kia thì nó cũng không được tính là đầm lầy, thí dụ có cốc có rắn này này kia. Rồi, anh rớt game rồi lại cứu em ơi. Rồi thiếu Cứu 50 cứu gì? polymer nữa, về đi. Mày biết vậy nãy tôi đánh hai con cua nữa đủ rồi. Nãy tôi tính Đây đâu tôi mày đủ 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 rồi. tôi về. Đi bài vậy chi hai người, mẹ tôi đi có một mình tôi à. Tôi đánh bằng gấu không farm cũng được chứ. Dạ cũng tính ghê. Bắt trói chung lại rồi cho mấy em thỏa thân chạy xung quanh chung chết chung chết còn sướng hơn. Cái đó mà cỡ bao nhiêu mà lão chung mà bị trói lại cái mà có mấy cái em mà múa cột nữa cả cả ngực vô mặt lão chung hay gì cả mông lão chung lúc đó bứt rứt mà tay chân thì bị trói không làm được gì chắc lúc đó là, gọi là gì ta bị nổ nổ cái gì á nổ nổ ấy ấy chết luôn. Chà chậm quá. Rồi em biết đường tới khu này rồi đó. Dưới đây sao 5-6 con chó dữ vậy? Bụi nhiều lắm ha, nãy em bắt chết nhữ có hai con rồi. Thôi giết hết luôn. Nãy em nhữ có hai con cấp 150 với chấp chấp nè, cấp 130 với hai con được con 70 con 90 với mấy con cấp 5 con 10. Ok, mấy cấp đó là bắt làm gì nữa? À, có một no. con 130 mà. Ý là nó nằm ở ngoài không? Nguyên kế bên cái 7 luôn là một con 70, một con 90, một con 10, một con 5. Xử lý hết đi. Giết rồi chứ dí không giết sao được. Anh em táp team 99 chia sẻ 5 lần. Tôi chỉ cần chia sẻ thôi, tôi cần chia sẻ tôi đủ sub theo mục tiêu là đủ sub nhưng mà chắc là mục tiêu này không nổi rồi. Bỏ nguyên liệu lò đi lò xem còn thiếu cái gì nữa. Thiếu bắt powder thôi. Polymer là đủ rồi, polymer tôi bỏ vô vẫn còn thiếu có 50 polymer. Đi đập đá này ông nội. Ơ sao anh không về? Ôi đây còn con chó nè. Khi mà thú của em hết stamina á, em ôi, ra stamina. Con chó 145 với chó 150 nó bò ra rồi. Chết thôi, nó dí con đánh con gấu là phải giết nó luôn à. Là thú hết stamina là nhảy ra là hồi ha. Đã hồi nhanh hơn so với mình ngồi chưa? À. Nổ xe trì. Nhớ gì mẹ vô chửi tối ngày mà nhớ. Mẹ vô mình livestream nó chửi mình tối ngày ở đây. Về về gấp cua đi farm.
À có đá sẵn nè. Đã có sẵn spark powder thì trong flint trong con cua rừng trong á. Thì tôi đi farm chứ đâu. Xong lấy một ga trong đây nè. Rồi lấy ra này, lấy ra bỏ máy phát điện nè, cho chạy vô đó thôi. Giờ bắt buộc phải mở máy phát điện rồi đúng không? Rồi, rồi ấy. Giờ đi ra bắt bò cứt rồi đó. Chắc chắn phải có bò cứt rồi. Ấy, rồi xong rồi. Không xong để xa chứ rồi. Đó, đó rộng rãi rồi, truyền điện ra thôi. Quyết định chốt ở đây nha. Rồi, chốt gia cuối á. Ôi, ỉa không được luôn. Đủ. Này phải dời cái toilet đi rồi. Không phải không hủy cầu thang này đi là được. Đây này. Hủy bớt một cái cũng được nhưng mà để cho nó đẹp. Ông hủy đó nhiều khi ông bấm E ra ông rớt luôn chứ sao. Rớt đâu, thấy không? Vậy được chưa? Rồi rồi. Mấy này chuẩn bị giờ xay là bá cháy luôn á. Nó quỷ nó được rồi, ba cái đồ quỷ này. Nào đi nói em nghe. Giờ chuẩn bị đi nè. Chuyện nào đi nói em đang gần nhà. Em đang xây cái bẫy bắt giờ thú. Chỉ cần là đi đập đá nữa thôi à. Thôi mà đi bắt bò cứt trước đi.